Ghé thăm vườn bác hàng xóm cả nhà ơi, không biết bác hôm nay đã trồng gì chưa? Bác kêu lên cho mình mấy cây, mình lại mang lên mấy cây cho bác hàng xóm nè. Hả? Cây cải tây hôn với lại cây bí ngồi, lại cây tỏi tây, rồi 5-6 cây cà chua ở dưới nữa. Ít bữa nó gieo trồng cà chua mình sẽ bưng lên sau. Bưng được nửa đường mà mình mệt quá, nghỉ. Quay cái nhà này. Bác hàng xóm cho cả nhà xem nè. Leo lên trên dốc nhà bác á, mệt dễ sợ mệt luôn. Phải vòng vòng mấy cây trong đây nè. Clay, you go home. Come on, go home. Go, go. Go. Bưng lên tiếp cả nhà. Ừ, bác hàng xóm mua cho mình cây cây cà tím cả nhà ơi. Wow, chụp lắm. This is the big Japanese one. Oh, okay. So they're small one? These are, they call them fingers one. They're small. Oh, okay. For your salad and. Oh, bác kêu là cây bên đây là cà tím của Nhật Bản. Cái này cũng của Nhật Bản luôn nhưng mà nó nhỏ. Còn cái này là bự. Còn đây là cây cà chua mà. No, I just one. No, there's three kinds. Huh? There's three kinds. Three kinds? Yeah. No, I just one kind for small one. Sugar. Bác mua thế. Sweet million, sweet hundred. What is my sweet hundred? I pick two. Two? Two. You can have three. I bought three for you. Wow. I bought three of them for me. Oh, right. All right, thank you. Bác mua tới 3 cây cà chua nhỏ cho mình luôn. What do you have over there? Look like zucchini. No, this is a melon. This is a squash. A squash? Small squash. Yeah, and there's two plants here, so we'll give you one. Okay. Try, huh? Bác kêu thử cái squash này, winter squash. Là bí mùa đông cả nhà ơi. Còn envelope. Cantaloupe. Cantaloupe. So I like it. We'll give you one of those too. Okay. Thank you. There's three. Okay. This is Diane. Oh, what you had over there? You want some broccoli? No, I had many. Many broccoli? Yeah. I thought I gonna give you some. No, I got some. Okay. I got some. No, so these are the eggplant that we want. Okay. Đó. Cái này là bông cải xanh, bên kia là cà tím màu đen bác thích. Còn mình thích cái này nè, màu tím cả nhà ơi, rồi mình nướng mình ăn. Bác cho cây đã quá, thích quá. Yeah. Those are the three that same as yours. Okay. Bác mua 3 loại. 3 loại cà nhỏ nhưng mà mình thích một cây thôi, tại vì mình ăn đâu có hết đâu, chắc là mình lại share cho bạn mình nữa quá. Thank you. Welcome. Mình đi trồng đậu cả nhà ơi. Trồng đậu lùm, đậu ve lùm à, cái loại này nó không có bò cao đâu cả nhà. Nó hơi lùn lùn giống như hôm đợt mình thu hoạch trên nhà chị Jen năm ngoái đó. Thì mình để trong nhà xanh hôm đợt mà mình làm video mình ươm đậu này nè. Cái mình để ngoài nhà xanh tới giờ cái cây nó rất là khỏe mạnh luôn. Nên là nó bự quá rồi, mình mang ra mình trồng nha cả nhà. Quá chừng luôn á. Còn bữa hôm mình ươm mồng tơi á, chị khỉ nhỏ cho mình á, chị bên canh khỉ nhỏ cho mình á. Cái mồng tơi đỏ á, cái mình để ở ngoài cái nó ngụm củ tỏi rồi. Cái bây giờ còn những cái mồng tơi màu xanh thôi à, còn mồng tơi lá màu đỏ. Mình đưa ra cùng một lượt mà cây màu xanh nó lại sống. Mình bỏ ngoài nhà xanh á cả nhà, nó mà nó không có chịu được lạnh. Cái cây màu đỏ nó trên nó đi ngủm đó ha, còn màu xanh thì mình trồng vô mấy cái chậu mà để trong nhà xanh, chắc mình chưa dám đưa ra ngoài tại sợ nó lạnh quá nó cũng ngủm luôn, thì mất tiêu là không có mùng tơi. Hơi mùng tơi. Còn mấy cây mà bữa hôm mình trồng nè, cây măng tây con nè nhà ơi, đó nó nằm trong nhà xanh của mình đấy. Và bây giờ mang đậu ra trồng thôi à nhà ơi. Trồng đậu lùm cả nhà ơi, đậu ve dạng lùm ha. Mình
trồng ngay cái khúc này cả nhà. Cái khúc bên kia mình sẽ trồng dưa leo, còn khúc này mình sẽ trồng đậu lùm. Đó, mình đã pha một cái thùng nước gọi là phân cá ở đây để chút mình đi vô lấy. Đó, Nam với lại con Clyde đang giỡn bên kia. Mình bắt một nắm thức ăn rau củ mình nhé, trước khi mình trồng bắt hai nắm. Cái mình tưới thêm một xô phân cá lên đây nữa. Mình bóp cái mình bóp cái cây cho nó. Ôi, nhà rễ, coi rễ của nó nè. Mình trồng hôm đợt mà mình làm video tới giờ hả nhà, bao lâu rồi ha? Chắc cũng mấy tháng rồi ha, cả tháng cái gì hơn rồi, hơn tháng rồi đó hả nhà, phải không? Hơn tháng rồi phải không bà nhà? Mình làm video mình ươm đậu ve rồi tùm lum các thứ đó. Rồi năm nay có đậu ve thu hoạch ha, năm ngoái không có đậu ve gì hết trơn rồi nha. Năm nay mình trồng đậu ve mình thu hoạch coi. Dài vậy không? Mình trồng hai cây vào đây. Cái cây này mình không cần làm vàng quá cả nhà ơi, tại vì là nó dạng lùm, nó lùn lùn đợt bữa hôm mình thấy chị Jen chỉ bỏ trồng ở trong cái thùng thôi mà nó quá tiền trái luôn. Rẻ quá chừng. Trong đầu hát bản cho vui hết cả nhà ha. Cái bản về hát ta. Giọng có buồn hát cả nhà ha. Đêm dài nghe tiếng giọng cổ buồn, nấc nở vắng trăng khuya cũng đang buồn tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp sông lan ai quán khúc thơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Anh chờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại tình em bên chiếc cầu tre cuối sông, bỏ lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò. Đang hát giữa chừng cái tự nhiên mà cái máy của mình nó bị gì nó tự tắt luôn, cái chắc là không nghe được hết bài hát của mình rồi. Coi anh chàng anh bên kia kìa, phá lung tung bên kia kìa. Nè, mình trồng hai dãy luôn cả nhà ơi. Đó, còn hai cây mùn bon chen vô trong cây dưa leo luôn. Đó. Đó. Dạng lùm, nhưng mà nếu mà mình thấy mà nó vươn á thì mình sẽ làm dàn cho nó. Còn bây giờ mình sẽ chỉ để như vậy thôi. Rồi ít bữa nữa mình làm mấy cái cọc, mình giăng cái dây nếu mà nó có trái nặng á, để cho nó khỏi trì cái cây xuống.
vọng có nhiều trái ha cả nhà. Sau khi mà mình tưới nước cho nó xong thì mình sẽ ra ngoài cái chỗ mà mình ủ cỏ từ năm ngoái á, mình lấy một lớp cỏ nè, mình bỏ ở đây, mình bỏ một lớp ở trên này cho cây của mình này cả nhà ơi, nó thích lắm. Phân cỏ mình ủ hơn một năm rồi đó cả nhà, một năm chứ. Bỏ một lớp như vậy đó là cây nó vừa có độ ẩm ha, mà nó có tơi tơi xốp cái đất á, cây nó cực kỳ thích luôn. Ít bữa nó nắng rồi mình đi chơi mấy bữa nữa, bỏ cái này lên cho nó giữ ẩm cây. Bên này nữa nè, một xe bên kia kìa nhà ơi. Mình mang qua đây mình bỏ thêm ở đây một chút nữa, vậy là xong đó cả nhà ơi. Phủ một lớp cỏ như vậy thôi, vậy là xong rồi đó cả nhà. Nhìn thấy nguyên một cái cây hoa của mình nó nở rộ nở rực tuyệt đẹp khoe sắc ngày hôm nay không cả nhà, quá chừng đẹp luôn ha. Đó thì bao hôm nó mới búp 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 thôi, mà bây giờ hôm nay là nó nở khoe sắc luôn, đẹp thiệt là đẹp. Thôi video tới đây thôi ha cả nhà, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Mình hẹn cả nhà các video sau. Bye bye cả nhà.